Hello everybody, how are you? Ok, chào mừng quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ lấy con Vivo X91C ra. Mình test liên quân cho anh em cùng trải nghiệm nha. X91C thì con này ra cũng khá lâu rồi, khoảng cũng 6-7 tháng rồi đó. Con này thì cùng X91C này thì cùng cấu hình, cùng hiệu năng với con Samsung A10 và con Oppo A1K. Ok, trước khi test liên quân thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ về con này nha. Vivo 91C hiện tại bên mình đang bán với giá 2.990.000. Các bạn sẽ được tặng một phiếu mua hàng giảm giá trực tiếp 400.000, là con này chỉ còn 2.590.000 thôi. Con này chạy hệ điều hành Android 8.1, pin 4030, chip MediaTek MT6762R8 nhân 4x2.0 Cortex A53 và 4x1.5 Cortex A53. Con này RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, có khe hỗ trợ thẻ nhớ lên 256GB nha các bạn. Màn hình giọt nước 6.22 inch. Con này màn hình HD cộng nha, HD cộng. Hai sim máy sóng có hai màu đen huyền bí và đỏ hoàng hôn. Con này là màu đen nè. Ok, hôm nay mình sẽ test liên quân cho anh em cùng trải nghiệm với mình nha. Dòng này thì mình có test búp. Hôm nay mình sẽ test liên quân cho anh em. Mình chơi liên quân trên Samsung A10 thì các bạn có thể thấy FPS khá là cao, 60-61. Oppo A1K thì FPS cũng bình thường thôi. Máy chơi để hơi lắc một chút xíu. Để hôm nay coi con X91C này thì sao nha. Có cải thiện được tình hình không? Có ngon hơn hai con kia không? Ba con cùng phân khúc RAM 2GB, bộ nhớ 32GB và cùng tầm giá 3 triệu. Kênh của mình là chuyên về test game, lâu lâu có sản phẩm mới thì mình làm video mở hộp cũng như so sánh thôi. Kiểu là mình chơi game, test game để trải nghiệm cho anh em trải nghiệm những dòng sản phẩm dành cho những anh em đam mê chơi game. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, mình sẽ đăng nhập vào tài khoản. Ok, con này hiện tại bên mình đang giảm 400.000, là chỉ còn 2.590.000 thôi nha các bạn. RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Ok, bắt đầu vô test thôi. Lúc trước mình bắt đầu mình test game thì có một số anh em kêu mình thiệt là một con gà. Cảm ơn anh em, nhờ anh em chê mình là con gà nên mình có động lực. Bây giờ hồi xưa mình là gà non thôi, bây giờ mình đã lên gà tre rồi, không biết khi nào mình thành gà đá thôi. Mình mà thành gà đá được chắc mình phải chơi mấy cái con như iPhone X hay là Samsung S10, Note 10 nữa. Ok, quảng cáo nhiều quá các bạn ơi. Kéo nhiều quá, anh em chịu khó đợi mình xíu. Thoát ra. Mình chạm mình chắc cả chục lần nó mới thoát được. Khó khăn quá. Ok, mình đã ra được màn hình rồi. FPS cao luôn nha các bạn. Ok, độ phân giải HD luôn. Chất lượng hình ảnh coi. Chất lượng hình ảnh HD đâu nha các bạn. Ồ, má setting hết nha. Chất lượng hình ảnh HD nè. Trời, lỡ tay cái quẹt anh tắt luôn.
Độ phân giải HD FPS cao rồi, ok. Giờ bắt đầu vô quốc thôi. Nói nhiều quá mất công lát bị chữ nữa. Phải thực hành thôi. Mình đang test liên quân trên con Vivo i91C, pin 4000, chạy chip MediaTek MT6762R. RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Màn hình giọt nước 6.2 inch, màn hình HD cộng. Thường thì những con sản phẩm ra mắt về sau này thì thường là màn hình giọt nước và từ 6.2 đến 6.5 inch. Chơi game rất là sướng. Để coi cái RAM với chip của nó coi sao thôi. Hôm qua mình có làm video test cái con 850 mấy ngàn, các bạn lại thấy chơi khá là ngon nha. Oh my god, trời ơi. Hai cái thằng của mình chọn hết trơn rồi. Mình biết chơi gì đây. Không biết chơi gì luôn. Biết. Ok rồi. Ôi có hai con mình thích nhất thì bị chọn mất tiêu rồi. Ôi mình chọn đại thôi. Mấy con này thì mình chơi không được hay. Ủa sao ai bỏ giòn rồi trời ơi. Ủa đâu phải, sorry mình nhìn lộn, còn mình bên đây. Thì cả sàn mới đi mà. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như đón xem những video tiếp theo, những sản phẩm mới về là mình sẽ làm video test game cho anh em cùng trải nghiệm. Từ đến giờ đến cuối năm thì Vetmat mới về một dòng sản phẩm thôi, còn khoảng 4-5 dòng nữa thay thế hoàn toàn cho những dòng sản phẩm hiện tại bây giờ như là Joy One LED, Active One LED, nó sẽ thay thế tất cả những dòng đó luôn bằng những dòng sản phẩm mới nhất. Và dòng đầu tiên là dòng Vetmat Lite, các bạn có thể thấy mình test thì con đó khá là ngon các bạn. Samsung tiếp theo là Samsung cũng chuẩn bị về rất là nhiều dòng sản phẩm. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình để mình test game cho anh em cùng trải nghiệm với mình nha. Má đi quỷ hạ nhì. Ok, khá là ngon các bạn. Trời ơi, chơi con gì vậy? Ok, cho chút âm thanh lên. Cho sống động. Wow! FPS lên 51 luôn trời. Ok, sorry anh em, có một số anh em kêu mình là đừng có mở hiệu ứng sương mù, sẽ làm mờ mắt. Ok. Mình sẽ không mở, cho mở lên. FPS cao rồi. Wow, nãy thấy FPS 51 mà sao giờ 54 luôn, 52 luôn. Trời ơi. FPS con này sao thấy nó hơi bị bất ổn. Nhảy tè le hụt me hết.
Con này anh em thấy mình bật matte setting hết rồi nha. Hình ảnh HD, chất lượng hình ảnh cũng HD luôn, FPS cao luôn. Con này anh em có thể thấy FPS có lúc lên tới năm mấy luôn nha, 54 luôn. Chạy thôi, lát nó bắn mình nữa. Ba đứa luôn, trời, chạy không kịp luôn. Con này FPS khá là thất thường ta. Bốn mươi sáu kìa. Bốn bảy, bốn tám. Ơi, cái bữa đó là ông Nhân ông Thư vô, còn có tôi với anh Đạt thôi. Ok, lên thôi, lên thôi. Mẹ cái tụi này. Ai, mình chơi con này không quen đó. Ok, mình đang test Liên Quân trên con Vivo 91C, chạy chip MT6762R 8 nhân. RAM 3 GB, RAM 2 GB, bộ nhớ 32 GB. Anh em có thể thấy con này FPS 55 nè. 56 nè. FPS rất là thất thường nha. Mình chơi con này không quen. Má đồng đội của mình đâu hết trơn ta. Ôi, tay xe nữa rồi kìa. Ok, nãy giờ mình chơi thì thấy con này chơi cũng rất là ngon các bạn. Không giật, không lắc luôn. Chỉ có FPS thì lên xuống thất thường thôi. Thôi, mình đi theo đồng đội của mình đánh thôi. Trời, cha này cha đi bắn quái. Em sần quá. Ok, có vẻ như bộ mình thua rồi. FPS 42. Nói chung là con này chơi Liên Quân thì FPS nó rớt vô khoảng từ 30 đến 55 thôi.
30 đến 55. Nói chung tầm RAM 2GB mà FPS như vậy cũng tạm ổn. À, bộ đồng quá. Bộ mình nó đánh gì đâu mà đơn lẻ không, mà đi chung tem nó quýnh nó mới dữ gì đâu, thấy một hai thằng không mà. Trời má, tấn công vô rồi. Trời đúng mấy giờ này đánh quái cha. Tình hình là có vẻ thua rồi các bạn ơi. Trời má bồ, đánh mà bồ chạy đâu bồ. À thiệt. Chán bồ ghê. À thiệt bồ. Bồ yếu quá, trời quá đất. Trời bộ má yếu xìu. Chơi vợ nay còn gặp cái con này nữa thiệt chứ, quýnh không nổi luôn. Ok, giờ mình ra chắc thì chủ yếu là để làm mồi cho tụi nó thôi. Trời, đâu đông vậy? Ok.
Ok các bạn, mình vừa test Liên Quân trên con Vivo 91C, pin 4230, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, chạy chip MediaTek MT6762R. Màn hình 6.2 inch, màn hình trong nước. Ok. Thì các bạn có thể thấy trong quá trình mình chơi đúng không? Mình cài đặt mask setting hết luôn. Thì con này độ phân giải hình ảnh cũng như độ phân giải đều là HD. FPS cũng mở cao luôn, nhưng mà FPS thì các bạn có thể thấy từ lúc đầu vô chơi đến cuối trận thì FPS của nó nhảy xuống trong khoảng từ 30 đến 55 là cứ nhảy tùm lum hết, nó không cố định một cái. Theo mình thì con này nói chung là cũng ok, giá 2.590.000. Cảm ơn các bạn coi video của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ cho mình một like và cũng như không quên đăng ký kênh của mình. Còn nếu các bạn cảm thấy không hay thì cứ comment vô nha, mình sẽ tiếp thu những ý kiến đó, mình rút kinh nghiệm làm những video sau hay hơn. Ok, cảm ơn các bạn, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vivo 91C test liên